24 giờ đồng hồ lại trôi qua và chúng ta lại gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc 9 giờ sáng hàng ngày với bản tin Arsenal. Ngày hôm qua của các bạn thế nào? Hãy chia sẻ với mình ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, cùng đến nghe với những tin tức của ngày hôm nay thôi nào. À quên, hãy ấn like cho video này, video ấy chứng tỏ bạn yêu quý chúng tôi. Và quan trọng hơn hết là YouTube họ thích như vậy. Cảm ơn các bạn. Trước những tin đồn về việc Hector Bellerin sẽ rời Emirates ngay trong hè này, truyền thông xứ sương mù đang rộ lên thông tin pháo thủ muốn tìm người thay thế cho hậu vệ người Tây Ban Nha. Và cái tên nổi trội hơn cả đó là Marc Aarons của Norwich. Aarons là một mẫu cầu thủ hiện đại khi toàn diện trong cả tấn công lẫn phòng ngự, với khả năng giữ bóng, đi bóng và tung ra những đường chuyền quyết định. Arsenal đang hy vọng số tiền 25 triệu bảng sẽ giúp họ có được điều mình cần. Ngoài Arsenal thì Manchester United và Tottenham cũng quan tâm ngôi sao của Norwich. Theo thông tin được The Sun đăng tải, Norwich chốt giá bán Aarons với mức giá 45 triệu bảng. Đó là một con số rất lớn với một cầu thủ mới sinh năm 2000. Chim Hoàng Yến muốn giữ những cầu thủ tốt nhất, họ hét giá khủng cho Aarons với hy vọng những đội bóng lớn sẽ phải bỏ cuộc. Sau khi Jose Bartomeu từ chức, cho đến nay Barcelona vẫn đang lâm vào tình cảnh rắn mất đầu do chưa có sự xuất hiện của một vị chủ tịch mới. Song, vấn đề này dự kiến sẽ sớm được giải quyết sau cuộc bầu cử sắp tới đây. Và hiện tại thì khá nhiều ứng cử viên sáng giá cho vị trí kể trên cũng đã xuất hiện. Một trong số đó là Juan Laporta, người đã từng ngồi vào ghế chủ tịch của Barca trong quá khứ. Dù vẫn còn đang trong quá trình vận động tranh cử, nhưng thực tế Laporta đã triển khai khá nhiều kế hoạch quan trọng, bao gồm việc thuyết phục một ngôi sao của Arsenal chuyển đến Barcelona. Tribo Football dẫn nguồn từ Miro cho hay, Laporta đã tổ chức cuộc đàm phán với Hector Bellerin và ông cũng đạt được thỏa thuận với người đại diện của hậu vệ này. Bên cạnh Blaugrana, Bellerin cũng được cho là mục tiêu của Paris Saint-Germain. Hợp đồng giữa Bellerin và Arsenal vẫn còn thời hạn đến năm 2023, nhưng các báo cáo khẳng định ngôi sao người Tây Ban Nha đã sẵn sàng trở lại câu lạc bộ cũ của mình vào mùa hè tới. Dự kiến, phía pháo thủ sẽ yêu cầu một khoản phí đáng kể cho sự phục vụ của ngôi sao này. Juan Laporta được cho là nhắm đến Arteta để thay thế cho Koeman nếu nhậm chức chủ tịch tại Barca, nhưng huấn luyện viên Arteta đã phủ nhận tin đồn này và khẳng định sự quan tâm duy nhất của ông lúc này đó là tiếp tục làm việc tại thành London. Khi được hỏi về việc tên ông được gắn với công việc tại Barca, Arteta trả lời: "Luôn có những tin đồn khi Barca đến kỳ tranh cử. Đây là một đội bóng khổng lồ. Dĩ nhiên tôi đã trở thành ở đó như một cầu thủ và sẽ luôn có những liên hệ. Nhưng tôi đang tập trung hoàn toàn cho công việc mà tôi đang làm ở đây. Chúng tôi có nhiều việc phải làm và tôi tận hưởng những gì đang xảy ra. Hôm nay và ngày mai, tôi là huấn luyện viên của Arsenal và tôi rất thích điều đó. Tôi muốn đội bóng làm tốt hơn nhiều so với những gì đã làm được cho đến nay. Điều tôi có thể nói với bạn là tôi cảm thấy vinh dự khi được dẫn dắt câu lạc bộ này và rằng tôi cực kỳ hạnh phúc." Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên, chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.